Giờ hiện tại em có đau tai không? Có cảm giác đau nhiều không? Không. Thế trong tai em có cảm giác ù nhiều lắm không? Chắc là không. Là em có thấy chóng mặt gì không? Không. Không, ok, thế vậy thì ổn nhé. Hơn một ngày trước, anh Trung đến bệnh viện Hồng Ngọc trong tình trạng xẹp nhĩ nặng độ 4. Toàn bộ phần màng nhĩ đã bị lõm và dính vào thành trong ống tai gây suy giảm thính lực và nguy cơ nhiễm trùng dây thần kinh khiến liệt cơ mặt. Để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, bác sĩ Vân Bình chỉ định phẫu thuật xử lý xẹp màng nhĩ bằng phương pháp nội soi với đường tiếp cận ngắn nhất, nhưng vẫn bảo đảm bóc tách triệt để màng nhĩ và tái tạo đường truyền âm thanh. Trong 2 tiếng phẫu thuật, ekip đã tách dính toàn bộ màng nhĩ, xử lý khối polyp trong hòm tai, đồng thời tái tạo lại chuỗi xương đè đã bị ăn mòn nhằm khôi phục đường truyền âm thanh. Bây giờ trong mổ thì bọn chị đã tách dính toàn bộ màng nhĩ, lót cái sụn vào trong tai rồi thì màng nhĩ nó sẽ không bị xẹp lại nữa, không bị lõm lại nữa, đồng thời là có tái tạo lại hệ thống truyền âm thanh cho em rồi. Thì vấn đề thứ nhất là về cái xẹp nhĩ, tình trạng sẽ không tiếp diễn nữa là một cho em. Thứ hai nữa là nghe nó sau này của em sẽ nghe nó sẽ được tốt hơn. Mình cái chị Bình thì cũng nhiệt tình, cũng tư vấn cho mình cận kẽ là các cái rủi ro có thể gặp trong quá trình phẫu thuật hoặc là có thể biến chứng sau này. Từ sáng qua đến giờ là mình thấy bình thường, không có khó chịu đối với gì cả. Về mặt dịch vụ thì mình nghĩ bên dịch vụ bên Hồng Ngọc mình khá ổn, cũng đạt được cái mong muốn của mình. Đó cũng là một trong lý do tại sao mình lựa chọn mình mổ ở đây.